Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cơ bản của mạng Phantom Opera cũng như là cách để chúng ta có thể add mạng Phantom Opera ở trên ví Metamask của chúng ta để các bạn có thể tham gia vào các chương trình airdrop cũng như là các dự án đầu tư rất là chất lượng đến từ mạng Phantom nhé các bạn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Phantom Opera là gì? Là một môi trường an toàn và nhanh chóng để xây dựng các ứng dụng phi tập trung. Nó hoàn toàn không được phép và là mã nguồn mở, được hỗ trợ bởi thuật toán đồng thuận ABFT của Phantom. Nó tận dụng tốc độ và độ hoàn thiện nhanh chóng, đồng thời sử dụng các ứng dụng à, trong thế giới thực và không có rủi ro tắc nghẽn hoặc thời gian xác nhận lâu. Menes Patom Opera tương thích với máy ảo Ethereum EVM và được cung cấp hỗ trợ hợp đồng thông minh đầy đủ thông qua Solidity. À, chúng tôi thiết kế Opera để khắc phục những hạn chế của các thế hệ blockchain cũ hơn, duy trì khả năng tương thích với Ethereum và để di chuyển đáp một cách liền mạch. Ok và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với cái đồng à, token của cái dự án này cái mạng Phantom thì nó sẽ có cái đồng token đó là đồng à, FTM nhé các bạn ấn vào mã thông báo FTM này các bạn có thể tìm hiểu về cái đồng này đấy thì hiện tại thì cái đồng token này đã có mặt ở coinmarketcap với một cái giá trị khá là tốt các bạn có thể check ở trên coinmarketcap nhá các bạn à, tìm tìm cái từ từ uh, ký hiệu cái đồng token FTM này đấy Phantom đây một đồng Phantom hiện tại đó có giá, có giá trị là 0.26 USD cho một đồng nhá, giá rất là tốt. Ok, thì uh, uh, đây là một mạng rất là tiềm năng và hiện tại nó đang phát triển uh, song song và có khả năng cạnh tranh cao với các mạng khác như là mạng uh, Polygon, Matic, mạng Binance Smart Chain, mạng trên OK mạng KuCoin Chain và mạng Gate Chain. Nói chung là các mạng này đều đang phát triển và nó đang xây dựng cho mình những hệ sinh thái riêng các cái dự án được phát triển ở trên này sẽ bao gồm các cái chương trình Erop này, các chương trình đầu tư thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách add mạng Phantom Opera vào ví MetaMask để các bạn có thể à, sẵn sàng à, tham gia các chương trình Erop hoặc là các chương trình đầu tư ở trên mạng của Phantom nhé đấy ở đây thì đầu tiên thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình cái ứng dụng ví metamask ở trên công cụ chrome hoặc là trên ứng dụng điện thoại của chúng ta sau đấy thì các bạn sẽ à, cần những cái thông số và mình đã à, thống kê sẵn à, những cái thông số ở đây cho các bạn này chúng ta chỉ việc copy và điền vào thôi đầu tiên thì các bạn mở cái ví metamask của bạn ra các bạn ấn vào phần ba chấm này, này các bạn ấn vào phần mở rộng cửa sổ xem thì chúng ta sẽ có được cái giao diện như thế này đấy thì các bạn sẽ ấn vào phần uh, account và các bạn sẽ vào phần cài đặt các bạn ấn vào phần mạng chúng ta ấn vào thêm mạng đấy thế mạng nó sẽ cần những thông số này tên mạng này url rpc mã chuỗi ký hiệu tiền tệ url thì ở đây thì các bạn sẽ vào đây này các bạn copy thông số này name này các bạn quay trang điền này url này URL thì có thể hai hai cái URL tùy chỉnh này các bạn có thể điền à, một cái URL. Tiếp theo là mã chuỗi này. Mã chuỗi thì các bạn điền là là 250. Tiếp theo là ký hiệu tiền tệ thì là cái đồng token của nó là FTM. Đây. Và cuối cùng là cái uh, block export URL, cái này rất là quan trọng này. Đây. các bạn điền vào. Sau đấy thì các bạn sẽ lưu lại thì chúng ta sẽ có được cái mạng Phantom ở trên ví Metamask của chúng ta Và bây giờ các bạn có thể uh, truy cập vào bất kỳ một cái mạng nào có uh, cần cái mạng Phantom Opera Thì chúng ta uh, sử dụng cái mạng này để kết nối nhé Ok, thì uh, cũng giống như tất cả những cái mạng khác thôi Thì các bạn đều sẽ cần cái đồng token của cái mạng đấy Để các bạn có thể tiến hành uh, làm chi phí giao dịch này Làm uh, phí claim này, làm tất cả mọi thứ uh, ở trên cái mạng đấy Và chúng ta sử dụng cái đồng token đấy thì cái đồng token FTM hiện tại đã có mặt ở market Cap và các bạn có thể mua cái đồng coin này ở trên các cái sàn giao dịch lớn như là sàn... Đây, ở đây thì mình sẽ mở ra cho các bạn xem nhé. Ở đây thì nó đã được uh, giao dịch... Sao no data? Giao dịch trên các cái sàn lớn như là sàn Binance, sàn KuCoin, sàn FTX sàn Uniswap thì à, các bạn có thể à, mua ở trên cái sàn binance này nhá. bạn à, truy cập vào à, sàn binance để chúng ta có à, thể mua cái đồng FTM sau đấy thì các bạn sẽ gửi về cái ví à, metamask của bạn để các bạn có thể sử dụng đơn giản thôi. cái này thì mình không nói chuyên sâu một chuyên sâu nữa bởi vì chúng ta sẽ cần phải biết những cái, cái 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 cơ bản này nhá. ok như vậy là mình đã giới thiệu xong cho các bạn về mạng Uh, phantom opera cũng như là cách để các bạn có thể add được cái mạng uh, phantom opera này ở trên ví metamask của của chúng ta nhé sắp tới sẽ có những cái chương trình aerob và các chương trình bounty cũng như là các dự án đầu tư chất lượng đến từ mạng phantom opera, mình sẽ giới thiệu và uh, làm video để cho các bạn cập nhật nhé Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ cho channel của Tiền Sư Phụ, hãy nhớ để lại một like, để lại một đăng ký comment chia sẻ ý kiến đó góp của bạn để giúp cho channel phát triển hơn nữa, còn bây giờ xin thân ái, chào và hẹn gặp lại